đừng có móc cô họng ói nha. Mở hẳn rồi nha. Hello ở dưới không à. Hello. Hello bạn. Quay gì đây? Trời. Ôi trời. Trời. Hào bự vậy. Hào này hào đá không? Trời. Hello, xin chào tất cả các bạn đã đến với vlog của mình. Thì hôm nay nhà mình cúng tất nha các bạn. Và bây giờ mình sẽ đi xuống đằng sau xem mọi người làm gì nào. Đi thôi. Đây và giờ mình sẽ cho các bạn xem sơ lược hôm nay cả nhà gia đình mình đang làm gì nhé. Rồi, tới rồi. Mở mình đang cuốn gỏi nè. Và bây giờ mình sẽ đi lên nhà trước cơm đồ mình đã bưng lên hết rồi. Bây giờ mình sẽ quay khúc nhà trên cho tất cả các bạn xem nha. Đồ ăn thì được bày cúng ra 3-4 mâm gì đấy các bạn. A few moments later. Và bây giờ thì chúng mình sẽ đi đục hào nhé các bạn. Đục hào nè, mới đục được con nè. Dạ ba té. Ăn hào tới chanh. Trời ơi chưa dĩ chân. Không ăn được nữa, con bữa đục với nước lên ngoan ngọt sớt rồi có cái nuốt vô rồi nó tanh gùm. Nuốt vô rồi nó mới tanh. Bự lắm mới quẹt ngang đứng lưng luôn. Con gì? Cá. Con kẹ. Nói gì chứ? Con cá. Ôi con cá thiệt. Cá bự lắm, cá chẽm. Bữa giờ không câu. Mẹ không cho xuống tắm không em? Mẹ cho nhúng chân xuống rồi. Thôi chị nhúng chân chi? Ai dập đồ? Có tắm được không? Có biết bơi đâu. Không biết bơi. Ừ tao đang đục nè, nó chưa vậy lên đâu, phải dễ đâu. Đục thiệt chứ ơi, đừng giả bộ đâu. Má. Vậy làm gấu nó mất cười. Chúc miệng. Hèn chân mày đấy chan chan. Xúc miệng lên rồi đăng. Chúc miệng lên rồi đó. Đó anh Thảo Đăng đang xúc miệng ở dưới đó thấy không nè. Thảo đây đâu có nhúng miệng. Hắn ra. Đó. Tao đâu có ngu rồi. Mất chi giọt nước cho ướt kìa. Gửi ra cho té chanh. Con tôm đó, con tôm này con không dám ăn nữa. Ơi, đợt kia tao đem ăn rồi đó con. Anh ơi, có 2 con à con. Anh em bắt con ăn 3-4 con luôn. Ăn đắng muốn chết anh em bắt. Ăn hồi nào mà đắng. Đám. Này đưa em, dắt chanh vô em. Ôi nè. Quất con này đi, dắt chanh vô. Không hả? Ôi nó chảy cái nước xuống kìa. Nước chanh nó để xíu nè. Cầm đi, cầm giữ nguyên nha, để cái xíu cho nó diệt vi khuẩn. Cái đổ rồi kìa, sao bỏ dưới đây nè. Ôi, nhịn cái ghê quá. Thái không ăn hả? Đây có cá chét rồi. Chấm phôn. Không có phôn. Đánh đồ anh em nha. Sọ. Đâu? Ói nha. Mở hành cũng được vậy hả? Hello ở dưới không à. Hello. Hello bạn. Coi qua anh kia đục đi. Con gì đây dạy? Thôi trời. Trời. Con hào bự vậy. Hào này hào đá không? Trời. Thôi giờ mất. Xuống đây nè. Giờ không hả? Mấy đứa kia hả? Nè. Em dính đạn rồi. Ăn ăn đi. Ăn bỏ miệng lắm. Quất. Người ta tái dùng cái này kêu nhỏ ăn sống bỏ. Tự nhiên lại gom của người ta. Trời ơi, từ rồi. Bán ve chai. Trời ơi, trời. Hello. Hello. Ta. Cái tao người giờ có kiếm cái cụ bữa. Cái này là xào đậu. Rang đậu. Rang đậu. Mai làm gỏi. Mai làm gỏi. Thịt phìa. Đây. Mai làm gỏi. Quá ngon, quá thơm. Ngủ cho mẹ
Và đây là tới phần chà hào và cắt hào nha các bạn. Chà để cho sạch rồi để mình chuẩn bị đem đi nướng. Và mình nướng hào phô mai và nướng hào mỡ hành nha cả nhà. Sẵn mình cũng nướng chuối luôn. Tại bị dư hành đó. Và đây là thành quả của mình đã nướng xong một mớ rồi, nhưng mà có điều một số chỗ nướng nó hơi bị khét một xíu nha, các bạn thông cảm nha. Thành quả cuối cùng của mình cũng đã xong hết rồi, giờ các bạn thưởng thức cùng mình nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm và theo dõi. Các bạn nhớ đăng ký, nhấn nút like, share và subscribe đăng ký kênh giúp mình nha cả nhà. Cảm ơn các cả nhà rất là nhiều.